kỳ thầy nhé. Được rồi, ok. Hôm nay Moi gửi cho tôi cái nick là có một em mới mua cái gì ba cái áo à? Combo ba áo ở TikTok Shop Tabi Tuấn Anh Store. Đấy, điều này bạn ấy bảo là có 1.000 tỷ thầy bill giúp em tìm ưu tiên lên luôn. Rồi, xin phép em xây một trước thì tôi cũng có lưu một cái team khá là dị dị vào. Đâu nhỉ? Lưu tôi để đâu ta? Một vài cái team dị dị ấy. Team có lo gọi là Celtic. Ừ, team có lo Celtic, tôi chưa làm bao giờ mà Celtic là một team nhá. Chính ra nhiều em không để ý đâu. Nhiều em không để ý cho Celtic hay cực kỳ luôn. Hôm nay tranh thủ có 1.000, có 1.000 có 1.000 KPP, à 1.000 tỷ PP thì tôi có chắc là tôi sẽ làm một Celtic cho anh em xem thử. Queen Bắc Nam giờ không Celtic hay hơn. Có Celtic hay mà. 1.300 tỷ, đấy, 1.300 tỷ. Được luôn nha. Đầu tiên mình sẽ build từ tiền đạo đây. Batigi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nhớ nhất câu 31 đến với nhà thi đấu Hồ Xuân Hương của một ông nào đó nhà phát hành bảo game nói không với pay to win quan trọng phải có trình nhưng họ đâu biết người có trình vẫn thua không. 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Cái lồng gì, ba cái lồng gì ba lắm thế, ba cái lồng gì ba lắm thế sư huynh. 3 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
Ducklit và Ducklit Icon 350B à? Ducklit Henrik Larsson, Ian White mùa này cũng ok này, mùa này vừa tiền này. Thôi làm thì Ian White đi. Làm thì Ian White cộng 8. Đó, mua Min thôi, mua Min thôi. Ducklit Liver cộng 8 175B, như vậy là mình Ducklit mùa này thì sẽ có 255 và rất là nhanh. Rất là nhanh, múc thôi. Múc quả này về luôn. Đó. Như vậy là mình đã có xong một cặp tiền đạo rồi. Hoặc là Ducklit thì mình sẽ cho đá kiểu xe M đi. Ducklit cho đá xe M cũng được. Phim phong để đá cho xe tích á. Xem nào, tôi kiến thức này chưa có nhá. Phim phong, ok là phim phong nó sẽ là RB đúng không? Phim phong thằng này mua mùa gì bây giờ? Phim phong, từ nhé. Tí hiện lên 2-3 tỷ, chắc là thằng này làm tí 2-3 tỷ là vừa tiền nhỉ? Đấy, thằng này làm tí 2-3 tỷ, 70 mấy tỷ là vừa tiền đấy. Trung trường quốc tế đã donate cho ta 10.000 đồng. Lung bắp, lung bắp cũng sẽ phải mua về này. Lung bắp mùa này hơi rẻ, mùa này nhìn trông hơi rẻ tiền thật, mùa này nhìn đúng hơi rẻ tiền, 72 tỷ cho một con hàng thì cảm thấy nó hơi rẻ. 207B thì con này lại cảm thấy hơi đắt. Mình min con này đi, con này 200B thì ok, tầm 200B là ok này. Như vậy là mình sẽ có được 3 thằng trên hàng công đúng không ta, 3 thằng trên hàng công cùng với chắc là mua thêm Larsson nữa. Xem tích này chắc là mình sẽ mua thêm thằng Larsson đấy anh em ạ. Larsson ok, Henrik Larsson nếu mà con Văn Đại có rồi thì không cần tiết kiệm tiền nữa, bụp luôn. Con này mình mua khoảng là 285 tỷ. Đó, 285 tỷ thế thôi, tầm này rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm thêm một con trung vệ nó đá cùng với con Van Dijk xem nào. Nết cho Tabi 100.000 đồng. Kiếm CDM CM kéo xuống, con này không có hả ta? Tenny vậy là Wanyama, ok mình sẽ kiếm một mấy con DM đi xong kéo xuống. Khi sung trong nữa, khi sung trong thấy cũng hay đấy, thấy còn thánh truyền thì phải. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đội bóng em yêu Mân tối qua xứng đáng được 3 điểm đờ cây thầy. Đúng, tối qua xứng đáng 3 điểm nhưng đen, thật đen phải chịu thôi. 28 tỷ. Úi con này rẻ đấy. Đây, mua con này về đá CB thoải mái luôn, 35 tỷ. Ôi giời ơi. Mua về đá CB. Sau quên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Joykin. Giải này là cơ cấu à thầy cho lần đi với Mesut ôm bom à. Ôm đâu đi anh ấy, đá đàng hoàng ôm gì, đá đàng hoàng luôn đi. Victor Wayama 8 tỷ, con này phèn quá. Con này phèn quá, mua lung bắp thì mình đã mua chưa nhỉ? Lung bắp MC8. Icon 5, Joykin Icon 5. Không mua được. À đâu đây lung bắp rồi. Không mua được, không well là chắc là thằng well này cũng được không ta? Well này cũng không mua được cơ. Joykin MC8 khá là rẻ, 84 tỷ là có thể có hàng rồi. Kin DC5, từ bây giờ cứ mua con Ki Sung Jong rồi nhá. Ki Sung Jong mùa này không quá đắt đâu. Đấy, 35 con này chỉ có khoảng 35B thôi mà, không quá đắt. Rồi, mua được thằng nào về gọi là ghép vào đấy luôn, ghép vào cái đội hình luôn. Ki Sung Jong đã gớm lắm à. Con này bình thường thôi, cũng không đến nỗi gớm lắm đâu, con này bình thường. Ducklit này, chỗ này là Ki Sung Jong, Joykin này, Wanyama ở đây này. Cái này sẽ là lung bóp, chỗ này sẽ là Ducklit, Larsson ở đây. Đấy, Frimpong cánh trái là con này ta. À, bây giờ mình tìm mua một con cánh trái đi nhở. GK. Ơ, có Zone Hát à? Ơ, có Zone Hát thì bắt luôn Zone Hát nhở. Rồi, min cái luôn, đợt này mua bán thông minh.
đợt này đi chợ mua bán thông minh cực kỳ luôn, thật anh em đi chợ không thảo lừa xu nào luôn, đi chợ không thảo lừa tôi xu nào luôn, đi chợ thông minh cực kỳ luôn này, cứ thong thả không phải vội. Bây giờ min nó có bán không, có bán được rồi đó, người ta order cấp 8 quên mất đó, quên mất đấy. Riêng con GK mức 100, con GK là 50% sức mạnh đội bóng. GK này không thể nào lấy được. Ôi trời ơi. Thu Hằng đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Thầy không biết Kai Havertz đá được mọi vị trí trên sân chính à? Chính xác. Hay nhất là LB đấy. Hay luôn, thật sự anh em như vậy. Con Kai Havertz này nhá, phải mang về. Kai Havertz. Có cái mua cái mửa vừa vừa đó. Đó, con Kai Havertz này mua còn về đây đá LB tạm nhé, còn LB về đây đã. Đấy. Trước mắt mình nhắc cái này vào đây, hiện tại mình chưa có LB, mình cứ nhét nó vào. Cho nó dày người. Lại cho nó thêm người. Có thật là không lừa được nào không, nó xứng đáng đấy, đồng tiền nó xứng đáng đấy, bỏ ra những con này 119 này. Đấy, bỏ ra 135 mua những con này nó xứng đáng, nên mình phải mua nhanh, không nó mất hàng. Mình là mình phải mua ngay, mua nhanh, không là nó sẽ bị mất hàng nha. Ian White này, các đăng lít này, hay như thế này. Đấy. Mua nhanh không là lấy mất hàng của mình. Đi chung dòng. Rồi. Bây giờ sẽ là con lùng bóp đi. Ừ, đấy, lùng bóp. Mua nhanh lên không hàng nó hết, nó khan hàng ấy chứ. Đây, Đắc Lít, lùng bóp, Lạc Sơn. Như vậy là mình thiếu qua nhà ma chỗ này và con CDM. Con CDM ở đây sẽ là Joaquin. Joaquin MC, bây giờ mình còn cái lựa chọn nào tốt không nhỉ? Zona này phải về ngay này. Zona nhanh lên không là mất hàng luôn. Đấu trí yếu nhất Việt Nam. Không đấu trí được, anh em ơi, không đấu trí được. Đấu trí chờ nó lâu quá, hàng nó ngon mà. À lúc nãy bạn ấy bảo là nếu mà thiếu tiền thì cắm tạo qua Martinelli đi cũng được à. Đó, bạn ấy bảo đấy. Rồi. Xem nào, Zone H. Tộm một súc ảo nó không có đâu, mua toàn những con hàng đúng giá, chuẩn giá, cái kêu súc ảo. Rồi, xem tích, tất cả chỉ số cộng 2. Chỗ này sẽ là Joaquin, bây giờ mình kiếm một con Joaquin mùa gì nữa nhỉ? Joaquin. Đấy, Joaquin thế nào? Đây rồi. Joaquin cộng 5, 49 tỷ. Được chưa? Joaquin. Nhưng mà anh sẽ bỏ này ra, bỏ con Joaquin này ra. Đấy. Còn đây con này over cũng tương đương mà. Phải có thật sự luôn, mùa cáp phải có luôn, thủ lĩnh tuyến giữa phải có. Đấy, phải có con này về, Joaquin. Về đây. Ví dụ vậy, 100 tỷ à, build team rồi, build xong rồi vẫn còn sót ra 100 tỷ là sao ta? Con mẹ build xong rồi vẫn sót ra 100 tỷ là như nào nhỉ? Rồi, cũng bằng OVD bằng nhau mà. Em mua được con này ngon nhờ, mua được thêm con này dự bị nữa thì ok này. 104 nhà cho tôi đi thật, anh em nào có nhà cho tôi đi, 104. Anh em nào có nhà giúp tôi, hết tiền rồi, hết lực rồi. Ở đây đúng nghĩa là gọi là hết lực này, con Wanyama này có vẻ là không... Bây giờ cắm tạm một con nào, bây giờ cắm tạm một con trong đội hình đi ta. Bạn ấy bảo lúc đầu, bạn ấy bảo tôi là nếu mà khó khăn quá thì cắm thêm con Martinelli đi. Đúng rồi, cho Martinelli lên đường mới được. Rồi, cho này đi. Con này bán không nhở? Lên đường. Không nói nhiều, có tiền rồi đấy. Rồi. Em thiếu gì tiền đâu mà sao phải xin thằng nào. Thiếu gì tiền. Zombikin. Về đây. CDM. Tạm thời đưa thằng này vào trước. Đấy, đưa thằng này vào trước đã, đang cần một CB. Wanyama VTR. Đang cần. Đó. Vào đây, kick con Color lên cái. Rồi. Đang vội lắm rồi, Wanyama vào đây. Xong. Bây giờ là mình đã hoàn thiện xong được một team Color Celtic. Đấy, team Color Celtic với sự góp mặt thêm của Cavert cánh trái để bổ sung chất lượng bên phía cánh trái. Hôm nay thì chắc là tôi không đá danh những này, hôm nay con vợ nào mà cứ chê yếu thì vào đây. Nói nhiều bây giờ chúng ta giải quyết nhau tay cầm thôi. Chứ bây giờ nói nhiều với nhau nhiều khi anh em không hiểu ấy. Anh em không hiểu hết được cái ý của nhau. Thôi thì chúng ta cứ va nhau cái trong trận này đi. Cho nó dễ. Nghĩa là có người khác người ta đi theo bước chân của anh em ấy. Thì anh em không phải sợ luôn vì người ta chỉ là bóng của anh em thôi. Năng lượng mình có mới sợ gì. Giải bỏ đấy. Phong lê là Zigon cũng kinh ấy nhở. Chuyền dưới. Nope.
Ôi trời ơi. Em Ân đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Có phải cha đã già? Bóng đá 90 phút Ân ơi, nói thế Ân hiểu đúng không? Bóng đá 90 phút là Ân hiểu. Nó đây này. Nó đây này, nó đây này, Henrik Larsson. Tự dưng người ta bỏ ra 400 tỷ ta mang con tiền đạo về. Tự dưng ấy. Đỡ. Sút vào mặt luôn cho hiểu. Ôi trời ơi. Xin được va với thầy để thầy chữa bệnh đội hình E. Ôi trời ơi. Em Lâm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tính hack háo đối thủ nhưng quên rằng đối thủ đeo có não. Con Vạn Phong này dứt điểm ảo kìa, thể nó dứt điểm theo một cái cách gì đó nó không bình thường ấy. Nó dứt điểm không bình thường, theo như thông thường tôi gặp. Bạn này dứt điểm không bình thường một tí nào luôn ấy. Rồi, chuyền sai thua luôn. Chuyền sai thua luôn, nói luôn. Cổng cành, sút đi. Cổng cành quá, đá như này mai đã giải sao được nhờ. Mai đá cái số bách kia làm sao được nhờ. Ai giật rét à? À, giật rét à? Cảnh này hình như quen thuộc, cảnh này nhìn rất quen thuộc. Đi xuống răng. Cảm ơn ông vua không chu tuyến. Ông chủ tuyến giữa. Vợ gì gôn à? Địa có vợ gì gôn à? Nhờn! Ian White. Sao là hay đang đá vậy? Thôi xin phép em ghi bàn, trở về chế độ hạt đã giải. Hạt đã donate cho Tabi. Hạt điên luôn này. Thầy làm cái trò gì vậy? Làm cái trò gì? Làm cái trò ghi bàn được chưa? Hả? Làm cái trò ghi bàn được chưa? Ôi trời ơi. Thầy mua ít thôi, thầy ơi. Nope. Phong này dứt điểm dị hợm ấy nhở, dứt điểm nó không giống người bình thường dứt điểm gì cả. Ấy nghe chân trái rồi mà, chỉ chân trái thôi. Lên quả này Odin, hết cách rồi đấy. Tôi xong rồi anh Gia Đen ơi, đi mất rồi. Mà thua cả Vivo luôn mà đá, mà Vivo xong đá thua Vivo luôn mà. Ôi trời ơi. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em Ân gửi thì đúng là bóng đá 90p. Bình tĩnh nha, bình tĩnh đã, từ đã làm được, cái này là trận này làm được nhá. Thì có bạn ghi lên cái mang lại cái niềm vui trong ngày mới được. Ôi trời ơi. Top 1 Premier League đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nhờn. Ông này fan MU nhưng tính chả khác gì huấn luyện viên Chelsea. Sút ngu nhưng đổ lỗi do họ có gì cây hay, họ may mắn. Nhưng chẳng bao giờ thừa nhận rằng sai ở bản thân. Không có. Kết quả là thờ vua thua. Không sai, có sai đâu. Ui, có sai đâu. Từ nay trận thắng này dành tặng tất cả anh em được chưa? Có sai đâu. Ba Tigi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ông thầy đang dùng mic gì vậy? À quên, hôm qua ba em hỏi con có biết tuyển thủ chuyên nghiệp FPVL bộ môn FC Onin, người đã từng lên ngôi ở bộ môn PES không? Con em rất tỉnh và đẹp trai, trả lời không ba. Cay quá rồi, thật sự luôn đấy, cay là cay lắm rồi đấy nhá. Không đấm nhá. Phong Lê đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Thầy cảm thấy thế nào ạ? Cộng 1 Stevex Phong Go chưa ạ? Cay thế, thua Phong Lê kìa, đùa, đã thua bọn Phong Lê rồi. Mẹ đau đớn này, nỗi đau đi theo tôi lâu dài luôn đấy. Đi đâu Free Vong? Con bọn Phong Lê dứt điểm dị hợm thật đấy. Dứt điểm một cách thông thường là tôi bắt rồi mà, có dứt điểm cách không bình thường tí nào à?
tra tấn các bạn. Sao vậy, FD của lực vàng, con FD lực vàng được giỏi thật. Free phone. Rồi, bạn ơi. Cái sự bình tĩnh nó phải có một ở một trung vệ đẳng cấp như là Kim Trung Dong này, sự bình tĩnh là có thừa. Đắc Lít. Ui, liên quan đến NTG này hình như có vẻ không ổn thì phải. Thế như con yên quay NTG này nó không ổn thì sao ấy. Ui, các bạn ấy mút kìa. Đủ bớp. Ui. Ui, dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn dấu tên nhá. Lê em của Tuấn Lê. Cha đã già rồi phải ca. Cha già mất rồi. Mắt kém tay chân thì run. Tắt rồi, go go bắt đây, go bắt đây, go bắt đây. Ok. Chiến thuật mình quên, chắc là do mình chưa chỉnh chuyến thuật đơn hay sao ấy. Phát dài một cái này. Đúng bớp. Em hiền đệ thầy Tabi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đi đến tận cùng của tuyệt vọng, tôi thấy thầy Tabi đá thua viewer. Tuyệt vọng này đẹp thật. Ôi anh em ạ, đi đến cuối cùng tuyệt vọng đi để thấy tuyệt vọng cũng như đẹp như một bông hoa. Nhanh lắm, zombie kin nhanh lắm mới không để ý là thua. Vị chắc chắn tin chuẩn. Ơ. Phá. Rồi. Khéo thế nhở, đùa đâu. Nó vẫn có cái chất riêng, thật sự là trong những tình huống phòng ngự nó vẫn có những cái chất riêng không lẫn đi đâu được. Sao vất vả đã có sen tích để build xong đá vất vả luôn mà. Làm cái gì đấy, tạt cái gì, tạt A vào đây sao mà tạt được. Làm cái gì nhở. Gió bị kín, nhanh lắm đấy. Rồi. À mà đá vất vả thế nhở. Đá vất vả quá, ai mất thì chuyển lên trên luôn. Mất. Chém tặng thằng này. Lỗi không. Trời ơi, Zigon đúng rồi. Chứ tôi là Zigon đúng rồi, giúp vẫn ăn. Zigon đúng rồi mà. Bực mình ghê, đắc lít. Phang tạm. Phang tạm đấy mà nó không lỗi nhở. Có lẽ tôi tưởng phải lỗi chứ. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lúc thua thì bảo tôi đá thua nhưng tôi đá đẹp. Lúc thắng thì bảo bóng đá chỉ quan tâm kết quả. Dắt qua trò lai chung học gì cô học lại đi học núi đá của nó. Chịu. Thật qua trò không bao giờ đá này. Thật sự anh em, qua trò không bao giờ đá. Nhưng quả pen tinh tế của này là thật. Em thiện fan chân đèo họ hàng với vô tần luôn học sinh trường quốc tế đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hello thầy Bì, thầy nhớ em không? Mà cho em hỏi Chelsea vs Man U này đội nào thắng 4-3 đó ạ? À? Tranh thủ, không một thời gian nữa, thật sự luôn đấy, không một thời gian nữa rồi. Tranh thủ. Chấm nhẹ bóng. Thành Nguyễn Cựu Thách Tạc ngu nhỉ. Nết cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi, nick em Man City 200 tỷ thầy nâng tầm giúp em với. Trước em đá lên thách đấu mà giờ vào đội hình yếu quá. Thành ơi, ok Thành ơi.
Đó, và thách đấu đội, nếu mà lên thách đấu thì chứng tỏ là trình cao rồi, gì nữa, có đội hình yếu hay là khỏe quan trọng gì đâu, trình đấy là trình cao đấy. Nó đen, thật sự nó đen, nó đen, khi nó đã đen rồi thì làm cái gì nó cũng đen à. Ơ, ok, Zombie King nào. Ôi giời ơi, Zombie King kìa. Rồi. Cho Tabi 10.000. Rồi. Ông thầy hôm nay như miến mỡ vậy ạ, à, ai cũng dí. Nín, các bạn ân nhá, đá các bạn ân nín luôn. Đá cho các bạn ân nín luôn. Khóa trò đang dưới gầm bàn, nó khóa trò hôm nay nó like anh em, khóa trò hôm nay nó like như là 17:30 thì phải. Chưa một lời chưa nói đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lúc không còn ai tin tưởng, lúc thất bại nhất thì thầy lại nhớ đến tôi người học trò ấy. Điên là hôm nay chiến thắng này dành tặng lời chưa nói, không bị yên tâm tin tưởng tôi. Cái gì ấy? Làm cái gì ấy? À. Được không? Hết thể lực mất rồi. Quay luôn. Mất bóng quay luôn. Văn Đài MC vẫn là một trung vệ rất là chất lượng em ạ. Vẫn là rất là chất lượng và bây giờ khi xung dòng với thánh truyền của mình. Không thể nào chạy chỗ luôn, cay thật, không thể nào chạy chỗ để truyền. Xong đấy, còn xong. Khi xung dòng, đầu truyền, thế là xong. Ôi trời ơi. Ui, dứt điểm của bóng đùa, cậu ấy mà dứt điểm của bóng kia. Thôi sao không chớ luôn. À. Cái gì vậy? Triển khai bóng nhanh như 1-2 đường chuyền là xong luôn này. Gió Bikin. Ủa đã chạy đen thế nhở? Cái gì ấy? Rồi. Ok. Xong rồi. À, vẫn còn hiệp phụ kìa. Vẫn còn hiệp phụ nữa kìa. À, trận này đá hiệp phụ thật sự là trận đấu này toàn đội đã là không tốt. Ôi giời ơi. Mòi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nhót. Sao mà nhót hả Moi? Bóng đá hết giờ đâu mà nhót cái gì đấy? Đã hết giờ đâu? Đã hết giờ đâu hả Moi? Đã hết giờ đâu em? Bóng đấy thì thôi, đã bóng đấy thì thôi. Mà đỡ đi. Chưa, mà sút xa như thế chưa thể thắng tôi được. Im cốm thể cốt đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lần đầu donate, thầy tặng em một bàn được không ạ? Rất nhẹ. Ôi trời ơi. Mòi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ghi ly này. Tiểu Di Ly Tiểu Phong Lê. Ghi ly này. SPVX Ghi ly Hequego. Ghi ly này nó đùa với tôi. Ghi ly này nó dỡ mặt của tôi anh em. Ghi ly này dỡ mặt của tôi mà. Rồi Ghi ly cho phải cho lên đường thôi. Nó dỡ mặt. Rồi, nó dẫn mặt với tôi à? Trường quốc tế đã rồi. Cho Tabi 10.000 đồng. Chị Linh có thể mắng một câu cho thầy em tỉnh ra không ạ? Trung ơi, nhá, ai mới là người phải mắng hả Trung? Ai mới là người nên nghe mắng? Nó dẫn mặt với thầy mà, ghi ly này. Nó chưa biết ai là game thủ chuyên nghiệp, người ta đá bèn nó như nào, làm sao mà thua cái viewer được. Khó đấy. Không phải Mikko quay cho mà. Nope. Có chỉ á? Chỉ đá thẳng vào đấy luôn. Chỉ đá thẳng vào đấy luôn à?
Mày đi bắt. Nope. Moi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Moi nha. Hay đập đi xây lại mặt miếu. Moi ơi, vừa mới build vào còn chưa hết cái ba trận cửng nữa là đi xây lại, làm sao thế? Đó, làm sao thế? Rồi. Em mày chớ với chúng tôi à? Mày ghét mấy cái thằng giật dép nhất chân, ghét nhất mấy cái thằng vào đá bóng mà cứ mua múa skill à? Đó. Ăn chém rồi, xin quả pha. Xem qua trò sớm hơn là qua trò nay 17:30 tại kênh BOV qua trò. Đã donate cho Tabi. Đó, nó làm đấy anh em nhá. Win game lấy 100 cá không nhận. Nói nhiều. Kỹ một tí. Làm cái một lip vào đầu đã. Con vợ này, con vợ chớ này đá cho chớ luôn mà. Trên sân tôi không thể đá thay các cầu thủ được. Quay luôn. Hôm nay anh em nào hôm nay qua trò nó mở bát nên có gì anh em nào mà qua ủng hộ em nó thì anh em qua kênh BOV qua trò nhá, ủng hộ cho nó một tí. Nó like cái tầm giờ đấy cũng chả like cùng cơ. Cái tầm 5 rưỡi chiều cái tầm đấy thì tôi nghĩ là mỗi mình nó like à. Sao? Văn Đài. Chửi thôi nhá thiểu. Chiều Bảo Thâm nhá, chơi ít rồi nhá, ngáo lắm rồi đấy nhá. Là có 1 lít đã, trận này không bỏ được, trận này phải ăn 1 lít bằng được. Trận này hạt nhá, nói luôn. Con vợ chớ này không có cửa, không có một cái cửa gì luôn, nói luôn. Để con vợ chuẩn bị sẵn tinh thần. Ôi nhà ma. Phải nói là những cái tình huống sang vai của Guajama là tuyệt vời thật. Anh ấy 20 gì đấy. Chiến này dành tặng tất cả những anh em theo dõi content sân tích của tôi, dành tặng tất cả những người, những quý viewer đó, những người anh em đã bỏ thời gian công sức ra ngồi xem tôi build của sân tích này. Chiến thắng này dành tặng tất cả mọi người, những người xứng đáng đó. Các bạn là những người may mắn nhất trong ngày hôm nay. Em right. Xin phép luôn, lôi con vợ chớ này ra làm vật tế thần cho anh em. Một cái loạt cái loại skill như thế này thì đá kiểu gì, thở kiểu gì hả anh em? Đấy, thở kiểu gì? Ngày mai nhá, mang những thằng team trẻ gen Z đến đây nhá, mang những cái thằng team trẻ đến đây. Ngày mai. Ôi cảm ơn Ron nhá. Ôi giời ơi. Trung trường quốc tế đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thế hai cái trận bạc nhượng vừa rồi thì ai là người được tặng đây thầy? Trận đấy không, trận đấy nó chỉ là gọi là tai nạn trong công việc anh em, tai nạn nghề nghiệp. Đó, này đợi nó vào đúng không? Giật Z này mình hất bắt đầu luôn. Rất khéo. Tướng cướp tận vương cháu 7 đời của Tần Thủy Hoàng đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Đã donate cho Tabi 1 triệu đồng lẹp hello quá. Thầy. Sao tạt kiểu gì nhỉ? Chưa một lời chưa nói đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nên tốt nhất anh em biết để tránh, anh hiểu không? Biết để tránh, bày ra. Sao nhờ, Mr. Vu cái gì treo giải đâu, win trận này 100k thứ không thấy đâu nhờ. Chớ này, con vợ chớ này thấy là tôi thua 2 trận bắt đầu bết bát là bắt đầu con vợ này định vào ăn hôi tôi đấy. Định nhảy vào ăn hôi tôi đấy. Vu đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Chả keo, ok lần này thầy win nhưng thầy chưa làm hài lòng tôi, thầy phải xem lại okay. Con đồ của mình hôm nay. Xin cảm ơn Vu nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Và thôi cuối cùng nó có một trận thắng, con tên này nó có một trận thắng rồi. Đó, và ít nhất là tôi vẫn tin được là qua statistic này vẫn đá được. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp anh em buổi tối ngày hôm nay nhá.